Bố cho mày nói lại một lần nữa. Tao nói lại luôn một lần nữa cho mày nghe. Một thằng vừa đi tù ra mà ăn cơm thì người ta gọi là cơm gì? Ôi, anh làm sao ấy? Ôi, này, đánh đi. Em đang chờ ở ngoài cổng này. Ra đi. Ê, đang ra rồi. Ê, mấy chú cơm có gì đấy? Nghỉ tay vặn cơm nào. Vặn cơm này em ơi. Vào đây em ơi. Ai chà chà, tườm quá nhỉ. Ơ Mến, vào làm chén rượu đấy. Anh Mến ngồi uống em chén rượu. Chịu, anh em uống đi. Kinh nhỉ, Mến mà bỏ rượu thì có mà trời sập. Không cay nhưng mà uống nó phải có dịp, chứ không uống bậy uống bạ, biết chưa? Với cả mẹ con nó phải đồng ý cho uống cơ. Gơm mặt làm nổi không? Cơm à, thơm thế. Chú làm gì đấy? Trả đây, cháu không được. Trả đây. Trả đây. Gì đấy? Mấy thằng kia, chúng mới làm cái trò gì đấy? Có làm trò gì đâu. Chỉ à? Ôi trời ơi. Cháu của cháu rồi. Cháu làm gì đấy rồi? Cháu của cháu rồi. Đang đi à? Đang đi. Đang đi. Đang đi. Nào. Mày bắt nạt đứa con gái bằng tuổi cháu mày, mày không nhục à? Làm tao này. Việc của mày đó, mà mày xem. Định đánh mặt này. Đánh đi. Mặt này. Ê chú Hiếu, vào làm mấy chén với bọn anh. Anh em ngồi. Ông ghét à? Mời nó làm gì? Ai có lúc lầm lỡ. Anh thấy chú Hiếu cũng tử tế mà. Thấy chăm chỉ đấy chứ. Nó cứ lầm lầm lì lì thế. Kinh bó mẹ. Ông mà trai ý nó đánh cả ông. Thôi uống đi mẹ. Không có sao mà thằng đi tù rồi vào làng. Uống đi. Đánh đi. Rồi. Anh Hiếu. Như nào? Thôi em. Ông ta cố tình làm đổ hết cơm ra đây rồi. Không sao em. Cơm tù chứ có phải là cơm chó đâu mà không đổ nhỉ? Mày vừa phải thôi. Kệ nó đi em. Nghe anh. Bố cho mày nói lại một lần nữa. Tao nói lại luôn một lần nữa cho mày nghe này. Một thằng vừa đi tù ra mà ăn cơm thì người ta gọi là cơm gì? Ôi, anh làm sao ấy? Ôi, này, đánh đi, đánh đâu. Thôi. Yêu cầu tất cả các anh hãy xuống sở. Cái vụ này đừng nói cho vợ anh biết được không? Nào, nãy anh khai hết rồi. Tại bọn kia nó gây sự trước với bọn anh. Anh chỉ bảo vệ thằng Hiếu thôi. Nên nó đánh thằng Hiếu đây này. Nhá. Hai anh viết tường trình đi. Thôi. Sau đó chúng ta làm việc tiếp với nhau. Má có đánh nhưng mà anh đạp nó có trúng đâu. Về đi. Lần này là do lão Viên gây sự. Hai người phải đứng ra bênh vực anh Hiếu đi chứ. Thì cái là đúng, cũng không nên động chân động tay như thế. Bà ai cũng đánh. Này này, nói thật nhé, hai ông này cũng không bình được đâu. Toàn thành phần phức tạp cả. Rõ ràng là tự vệ chính đáng. Hai người đừng có mà định kiến. Không thấy anh Hiếu đang cố gắng à? Anh Mến cũng đang làm ăn tử tế. Phải như thế nào mới vừa lòng hai người đây? Hả? Đề nghị mọi người giữ trật tự. Anh Nam, nhất định anh phải đứng về phía anh Hiếu. Rõ ràng lần này anh Hiếu đúng. Do mấy người kia dùng lời lẽ xúc phạm và gây sự trước. Cô cứ về đi. Để chúng tôi giải quyết. Mời hai anh vào làm việc với đồng chí Đông.